tôi bắt đầu nghề bếp từ năm 2002 đến bây giờ cũng được khoảng 15-16 năm. Khi các bạn đã chọn thì các bạn phải yêu nghề thì các bạn mới làm việc và sống cùng với nó được. Còn nếu không thực sự yêu nghề thì khó mà tồn tại ở cái môi trường như thế này. Các bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà các bạn làm ra một món ăn, làm ra một sản phẩm được người khác ăn, người khác đón nhận và người khác khen. Đó là những cái gì mà hạnh phúc nhất trong suốt quá trình các bạn chọn nghề làm bếp. Và tôi cũng như các bạn thôi, rất là hạnh phúc và vui. Không dừng lại ở đó, mức lương của các đầu bếp lành nghề hiện nay luôn ở mức cao so với mặt bằng chung. Một đầu bếp mới khởi nghiệp đã có thể kiếm được từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng sau khoảng hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc. Mức thu nhập có thể đạt từ 8 đến 10 triệu một tháng với vị trí bếp chính. Còn các đầu bếp tay nghề cao đều có mức thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Chưa kể tới những khoản phụ cấp, hoa hồng, thưởng theo doanh số tương đối hậu hĩnh. Ẩm thực đó vẫn là cái điểm để thu hút các khách du lịch. Và sự phát triển của những cái quán ăn, nhà hàng, khách sạn tạo nhiều cơ hội việc làm cho các bạn. Hiện nay thì nghề bếp được nhìn nhận một nghề khá là quan trọng trong xã hội. Bởi vì cái nghề bếp tạo nên một cái đỉnh cao về nghệ thuật để mọi người có thể thưởng thức được các món ăn, thức uống ngon. Và ngoài ra thì nghề bếp cũng tạo nên sức khỏe để giúp cho mọi người có thể là có sức khỏe tốt. Vậy khởi đầu thế nào là hợp lý để sớm đạt được thành công với ngành đầu bếp chuyên nghiệp? Đó là câu hỏi tất cả những ai yêu thích ngành này cần phải lưu tâm, bởi không phải cơ sở giáo dục nào cũng có thể đảm bảo được tương lai và chất lượng tay nghề cho học viên. Hiện nay, tại thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, chỉ có trường dạy nghề ẩm thực Nestbay đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ có ưu điểm vượt trội là các bạn được đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh, bằng cấp do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị trong nước và được chấp nhận tại thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các bạn còn có cơ hội giao lưu với các đầu bếp hàng đầu tại Việt Nam. Thì đầu tiên vô thì thầy đã hướng dẫn về cái lý thuyết về là chuẩn bị những cái nguyên liệu để sẽ có sẵn lên bàn. Và sau đó là thầy đã có CV thì mình đã có sẵn bên đào tạo họ đưa ra. Và sau đó thầy đã tiến hành là cho cân bột, định lượng. Rồi sau đó, rồi tính tay thầy sẽ hướng dẫn làm cái bánh đầu tiên. Đó, rồi họ sẽ dựa theo cái đó ý thầy làm. Nhưng chắc chắn một buổi đầu là sản phẩm họ là chính tay họ làm. Đó là còn cái ngoan nguyện của học sinh tại Nhật Bản. Hiện giờ mình đang công tác ở bên Nestbay ở Sài Gòn hoặc là Đà Lạt này á, thì nó có điều kiện tốt hơn. Ví dụ như khi mà mình đi training á, mình chỉ được làm một số món nhất định và cái giá vốn nó phải thấp. Cho nên mình không có thể điều kiện mà mình hướng dẫn các bạn mà sáng tạo hơn. Còn khi mà mình dạy trong trường á, thì mình có điều kiện mình hướng dẫn các bạn từ những món dở như thế nào dở để người ta tránh không làm nữa. Hoặc là món nào vừa ngon mà giá vốn, giá cost nó thấp xuống. Và những món nào khi mà bạn làm một cái quán nó thật sự sang trọng thì cái ly nước phải là giá trị như thế nào để hợp với cái ly nước. Thì cái đó mình sẽ có điều kiện mình làm cho các bạn cùng một món nước nhưng mà nhiều góc độ khác nhau. Học viên học trường dạy nghề ẩm thực Nestbay không những được học nấu ăn ngon mà còn được trang bị các kiến thức về văn hóa ẩm thực, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động. Đặc biệt, học viên được rèn luyện thêm về các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tham gia các hoạt động xã hội. Cách hướng dẫn của các giáo viên rất tận tình. Chủ yếu trong khóa học của em là được thực hành rất nhiều. Giáo viên rất vui vẻ trong lúc giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức mà họ biết, họ đã từng đi làm và có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Họ đã truyền lại cho em những kiến thức cần biết để có thể trở thành một barista chuyên nghiệp. Sau khi tới trường học thì em đã đi theo đam mê của mình và khá thành công trong công việc mình đang thực hiện. Trong theo quá trình học tập tại trường thì em cảm thấy được là các giảng viên rất là tận tình và các thầy cô cũng rất là giàu kinh nghiệm, giúp chúng em có thể nhanh chóng nắm bắt được các bài, các cách làm sao cho hợp lý. Rồi em cũng học được cách làm trong bếp chuyên nghiệp và cách sắp xếp công việc sao cho
ổn định. Trong quá trình học thì tụi em rất là được thực hành là chủ yếu nên tay nghề cũng rất là vững. Trường dạy nấu ăn Nestbay tại Đà Lạt là một trong 6 chi nhánh của trường Nestbay chuyên dạy nghề bếp chuyên nghiệp trên cả nước. Có thể nói, đây là trường dạy nấu ăn hàng đầu tại Đà Lạt và vùng Tây Nguyên. Năm 2015 thì chúng tôi cũng đã đặt hàng với cái cơ sở Nestbay này để đào tạo cho khoảng 200 học viên. Thì với cam kết là sau khi học nghề xong thì sẽ gắn với giải quyết việc làm, và chúng tôi cũng đã lần theo các cái hoạt động dấu vết của lao động mà được học ở đó, thì hầu như các bạn ra trường đều có việc làm ổn định. Sau khi học ra thì các em được giới thiệu để đi thực hành, thực tập tại các cái doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ du lịch này, ăn uống trên địa bàn này, thì người ta chấp nhận khá tốt. Lương cũng khởi điểm có em thấp thì 3 triệu rưỡi 4 triệu, có bạn cũng lương rất là cao, 5-7 triệu, nó hơn hẳn cái lương mà của các anh học cử nhân hay là kỹ sư cùng ngành, nhưng mà chưa đáp ứng được cái tay nghề thì lương cũng thấp hơn. Nestbay đã khẳng định được vai trò là một đơn vị đào tạo ẩm thực, cũng như là đáp ứng được cái xu thế phát triển của thị trường lao động, cũng như là doanh nghiệp mà người ta đang rất là cần và hướng đến. Có ai đó đã ví von, người đầu bếp chính là nghệ sĩ sáng tạo ra những món ăn đẹp mắt, bắt vị. Cùng với sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch, nghề bếp ngày càng có nhiều tiềm năng ở Việt Nam nói chung và khu vực Lâm Đồng nói riêng. Chính vì vậy, nếu thực sự tâm huyết và được đầu tư bài bản, tin rằng nghề bếp sẽ đem đến cho bạn một công việc hoàn toàn xứng đáng để cống hiến trong tương lai. Để làm thế nào đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ cũng như là những người lớn khi chơi bộ môn thể thao này, thì trong phần tiêu dùng thông thái ngày hôm nay, chúng tôi xin được tư vấn cùng quý vị và các bạn cách lựa chọn những đôi giày trượt patin đúng chuẩn và an toàn cho người chơi nhé. Xin chào cô ạ. Trước hết cô có thể giới thiệu cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được biết những cái mẫu giày trượt patin phổ biến hiện nay trên thị trường không ạ? Hiện nay thì phong trào patin thì phổ biến nhất trên thị trường hiện giờ là mấy cái dạng patin là một hàng bánh, có thể là lướt nhanh và đỡ mất sức hơn. Lớn tuổi thì mấy em nam thì thường là hay dùng mấy những cái màu đen hoặc là màu xanh đậm, hoặc là có thể là dùng màu đỏ cũng được. Đó. Còn về con gái thì các em hay yêu màu hồng, màu xanh hoặc là màu xanh biển. Vậy còn với trẻ nhỏ thì sao ạ? Trẻ nhỏ thì nếu mà em từ 4-5 tuổi thì có thể là em đi cái giày 4 bánh cũng được. Hoặc là có thể 6 tuổi trở lên là có thể là em trượt và có thể là em sẽ dùng được cái giày một hàng như thế này là em trượt cũng được rồi. Có thể nhận thấy là với cái bộ môn thể thao trượt patin thì đôi giày hết sức là quan trọng, và nếu như chúng ta lựa chọn một đôi giày đúng chuẩn thì sẽ đảm bảo an toàn cho người chơi, bởi vì Hồng Thanh nhận thấy có rất nhiều trường hợp tai nạn xảy ra là do không lựa chọn đúng giày. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn một đôi giày phù hợp cho người chơi patin ạ? Nếu mà mình muốn lựa cho các em một đôi giày trượt và cho nó hoàn hảo, nó lướt nó nhẹ rồi đảm bảo an toàn, thì mình sẽ lựa cho các em, tức là